Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Thanh Đình Soccer. Một câu chuyện rất đặc biệt chúng tôi dành tặng cho quý vị khán giả, đặc biệt là những fan của Chelsea. Câu chuyện tiểu sử của Roman Abramovich, một vị chủ tịch được các cổ động viên Chelsea yêu mến nhất và đã tạo ra một triều đại rực rỡ nhất trong lịch sử của câu lạc bộ này. Trước khi đến với nội dung chi tiết, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Thanh Đình Soccer, bấm chuông để nhận được video của chúng tôi mỗi khi chúng tôi xuất bản. Một tiểu thuyết gia Đông Âu đã nói rằng những đứa trẻ mồ côi là con của Thánh, bởi chúng lớn lên mà không bị những kỳ vọng hạn hẹp của cha mẹ kìm hãm. Điều này tuyệt đối đúng với Roman Abramovich, người mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới chỉ 2 tuổi rưỡi. Chưa đầy một năm sau khi cậu bé Abramovich ra đời vào năm 1966, ba mẹ Irina lại mang bầu. Nhưng vì gia cảnh quá khó khăn, bà quyết định nạo thai chui. Thật không may, bà bị nhiễm trùng máu và qua đời chỉ một ngày trước sinh nhật đầu tiên của con trai. Quá đau buồn, ông bố Arkady vùi đầu vào công việc. Một ngày đen tối khác, trong khi ông đang giám sát công trình xây dựng, cần trục đã bị gãy đè lên chân của Arkady. Ông mất vài ngày sau đó. Vậy là Abram chuyển đến sống cùng vợ chồng ông bác Leif. Vì ông này thì không có con trai, Abram được gọi trìu mến là Romka, trở thành người thừa tự được nuôi dưỡng chu đáo. Trong căn hộ của họ, Romka được ngủ phòng riêng, còn vợ chồng ông bác ra ngoài nằm sofa. Điều này khiến cuộc sống của Romka trở nên dễ chịu hơn đôi chút, dù tình trạng chung của toàn xã hội Xô Viết khi ấy không phải là thoải mái. Tuy vậy, Romka rất ít bận tâm. Như sau này ông đã từng nói, mọi đứa trẻ đều không dễ dàng nhận ra sự khác biệt, vậy nên ăn cà rốt hay ăn kẹo cũng ngon cả. Vậy chuyện học hành của Abram thì sao? Những thầy cô giáo cũ ở trường số 2 tại thành phố Ukta hay trường 232 khi ông chuyển đến Moscow ở với bà nội cho biết học lực của Abram chỉ ở mức trung bình. Nhưng đừng vội nghĩ rằng cậu không thông minh. Ngược lại là đằng khác, Abram chỉ không phù hợp với sách vở nhà trường và thích tìm hiểu thế giới ở bên ngoài. Vào những lần không làm bài tập, cậu vẫn có thể ứng phó với thầy cô giáo bằng khả năng phán đoán chính xác và câu trả lời đầy thuyết phục. Đó là lý do mà cô giáo Rostova nhận định Romka có tài hơn những đứa khác. Và dường như cậu ta đã chuẩn bị cho một sự nghiệp lớn ngay từ ngày cậu ấy đến trường số 232 này. Quá trình chuẩn bị này tiếp tục khi Abram vào Học viện Công nghiệp Ukta, chuyên ngành kỹ thuật cầu đường. Chỉ có điều, ông không chuẩn bị cho việc sẽ bị gọi đi nhập ngũ khi đang học năm 2. Chàng sinh viên bị đưa tới Kyrgyz, một thành phố cách Moscow khoảng 80 km về phía đông bắc, và phục vụ cho một đơn vị pháo binh. Bất ngờ chưa? Trong quân ngũ, lính năm cuối được gọi là Daddy, tức anh đại. Lính mới là Salagi, tức là chịp hồi. Là Salagi, Abram đương nhiên phải phục dịch các Daddy, từ trực thay cho đến nhường khẩu phần ăn. Nó cũng bao gồm cả việc lau chùi hố xí, lộ thiên bằng tay. Thời gian này đã tôi luyện nên một Abram mạnh mẽ, can trường, tháo vát, linh hoạt. Như khi vào rừng, Abram luôn biết chỗ nào nhiều nấm nhất, sau đó hái về, nấu nướng thơm phức và cho cả đội ăn một bữa nhớ đời. Cậu ấy sành ăn và có tài tổ chức lắm. Một đồng đội cũ của ông đã cho biết, năm 1987, Abram giải ngũ và cũng là lúc xã hội chuyển mình với cuộc cải tổ rất lớn của Mikhail Gorbachev, cho phép sự ra đời của các doanh nghiệp tư nhân. Vốn là một người rất nhanh nhạy, cũng là tư duy rất khôn khéo, Abram lập tức nắm lấy cơ hội và không trở lại trường nữa. Ban đầu Abram thu thập thuốc lá, nước hoa, quần jean hàng hiệu và sô-cô-la ở Moscow rồi đem bán về Ukta. Công việc này mang lại không ít lợi nhuận nhưng lại rất mạo hiểm. À quên, giải ngũ trở về, Abram đã nhận tin sét đánh. Người yêu cũ của ông có bạn trai mới. Nhưng đau khổ chưa được bao lâu, ông lại quen Olga Lisova, một sinh viên hơn ông 3 tuổi và có một đứa con với người chồng trước. Chẳng sao cả, Abram vẫn tán đổ cô nàng, làm đám cưới và dọn về căn hộ 18m² mà người bà để lại. Cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài lâu, một phần vì Abram quá say mê kinh doanh, phần vì họ mãi không có con sau 2 năm chung sống. Tuy nhiên, ông sẽ biết ơn mối lương duyên này, bởi chính nhờ món quà cưới 2.000 rúp của bố vợ, Abram kinh doanh thêm chất khử mùi và nước hoa, sau đó mở công ty riêng có tên ABK, chuyên sản xuất hàng tiêu dùng quy mô nhỏ. Đến khi Abramovich gặp cô vợ mới, Irina Malandina,
làm tiếp viên hàng không của hãng Aeroflot, một hướng kinh doanh mới lại được tiến hành, nó mở ra. Vì đặc điểm nghề nghiệp, Malandina có điều kiện rất thuận lợi để tiếp cận các loại hàng hóa ở phương Tây vốn cực kỳ khan hiếm ở Nga. Cô mang về những món hàng lạ lẫm và Abram lại nghĩ ra cách để có thể tạo ra những bản nhái. Hợp tác xã sản xuất búp bê Wiut ra đời. Thời gian đó, nếu một người Nga bình thường chỉ nhận 200 rúp mỗi tháng, Abram kiếm được 4.000 rúp. Có tiền, ông sắm cả một chiếc Laza mới toanh. Nhưng tham vọng của Abram không chỉ dừng lại ở chiếc xe Laza. Ông muốn trở thành người giàu số một thế giới trước khi bước sang tuổi 40. Cho đến đầu thập niên 1990, ông đã thành lập và đóng cửa không dưới 20 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vào thời điểm Liên Xô sụp đổ, Boris Yeltsin nắm quyền và tiến hành cải cách kinh tế, Abram nhận ra tiềm năng của kinh doanh dầu lửa. Ông khá giỏi trong việc kiếm giấy phép xuất khẩu nguồn dầu mỏ khai thác trong nước và bán ra nước ngoài. Có tin đồn về việc Abram từng bị bắt vì làm giấy phép giả để lấy 55 tàu chở dầu diesel, nhưng ông khẳng định đó là chuyện hoang đường. Thứ có thật là Abramovich đã lọt vào nhóm những người giàu nhất nước Nga. Nhưng chưa hết, sự giàu có cùng cái mác doanh nhân dầu lửa đã kết nối Abramovich với Boris Berezovsky, người điều hành đại lý xe hơi quốc gia Laza và có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Boris. Trong quá trình tư nhân hóa, Tổng thống Boris đem bán rẻ các công ty quốc doanh. Thực chất đây là một vụ đổi tiền lấy cổ phiếu. Nhóm các doanh nghiệp cho chính phủ vay số tiền lên đến 9,1 nghìn tỷ rúp. Đổi lại, họ sẽ được quyền mua cổ phần thiểu số và quyền quản lý 44 công ty thuộc sở hữu của nhà nước. Phần của Berezovsky và Abramovich là công ty dầu khí Siblev. Họ chỉ cần bỏ ra 100 triệu đô, trong khi giá trị thực của công ty này cao gấp 6 lần. Đó là mức giá rẻ như cho với một tập đoàn công nghiệp khổng lồ cùng hơn 50.000 công nhân. Ngoài một nhà máy khai thác và tinh chế, còn nhiều hoạt động phụ trợ như sản xuất quần áo, gạch, xuất bản và hàng nghìn mét vuông đất có thể xây dựng chung cư hay khách sạn. Kể từ đây thì khối tài sản của Abramovich phát triển theo cấp số nhân. Nhưng dù giàu có, Abramovich có rất ít những sự thay đổi. Ông vẫn đến công ty với cái quần jean và áo sơ mi hở cổ. Sự toanh toang, giản dị nên đôi khi dẫn đến sự hiểu nhầm. Ngày đầu tới công ty, chuyên gia tài chính Barker đã hỏi đồng nghiệp rằng: "Này, gã nhà quê đứng cạnh máy photocopy kia là ai đấy?" Người kia đáp liền: "Này, ông chủ của anh đấy." Với người trên, Abram nhẫn nại và khiêm tốn. Với người dưới, ông chắc chắn là vị sếp tuyệt vời, dân dã và dễ chịu. Marina Ganchorova từng bán búp bê cho Abram hồi ở hợp tác xã sản xuất búp bê Wiut. Tới Sibnev, ông lại mang bà theo, đặt vào vị trí tránh văn phòng. Năm 2000, Abramovich thâu tóm nhà máy nhôm NKAZ với mức giá rẻ hơn 1/4 so với giá trị thực của nó. Ngay sau đó, nó trở thành một phần trong thương vụ sắp nhập để tạo thành tập đoàn Rusium Aluminium, sản xuất không dưới 70% sản lượng nhôm của Nga. Xin nhắc lại, không dưới 70% sản lượng nhôm. Mới 34 tuổi, Abramovich đã nắm trong tay khối tài sản không dưới 3 tỷ đô và nó tiếp tục tăng lên mỗi ngày, mỗi giờ ở thời điểm đó.